Đây là nhà vệ sinh công cộng, tôi phải giúp họ. Bởi vì tháng trước họ đóng 10 triệu tiền nước, không biết lý do từ đâu. Nào, hãy quan sát. Nước sẽ chảy vào đây khi nó tràn lên. Đây là cần gạt nước để mở van. Nằm bên cạnh đó là nước xả. Khi bơm xả đầy thì phao nổi lên làm đóng công tắc. Nước sẽ không tràn qua đây được nữa. Nếu không ngập, lúc này nước sẽ không tràn ra. Nếu nước chưa lên tới đây, đây là chiếc van. Nếu bồn nước của các bạn bị rò rỉ, đây cũng là mối quan trọng. Hãy vệ sinh và thay gon cao su mới. Có hai chỗ rò rỉ ở đây. Một là van xả nước. Hai là van lấy nước vào bồn. Ở đây có hai con ốc, chúng ta nên để ý. Con ốc thứ nhất và con ốc thứ hai nhằm mục đích kiểm soát chiếc phao này. Ngoài ra, chiếc phao này không đóng cũng nguyên do là cần gạt nước của chúng ta nặng quá. Nó sẽ bị kẹt phao và không nổi lên. Phao không nổi lên làm cho van nước xả và bồn cầu luôn luôn lúc nào cũng chảy, làm cho nước tràn vào ống và rò rỉ qua ngoài, nên chúng ta đóng tiền nước rất nhiều. Ở đây các bạn chú ý, trên van xả nước và bồn cầu có hai con ốc. Chúng ta làm như sau. Nước dư sẽ chảy vào đó và chúng ta phải tốn tiền nước mỗi tháng rất nhiều. Các bạn lấy một tu vít. Vặn theo chiều kim đồng hồ. Các bạn quan sát chiếc phao nổi lên. Lập tức đóng van xả nước vào bồn cầu. Lúc này nước sẽ không tràn ra nữa. Lúc này mặt nước thấp hơn. Nước sẽ không tràn ra ngoài. Bạn có thể tăng giảm mặt nước xuống cao hay xuống thấp. Bằng cách vặn con ốc. Nào, hãy quan sát kỹ. Lúc này nước xả vào bồn cầu cho đến khi phao nổi lên. Các bạn quan sát thấy không? Mặt nước nằm bên dưới sẽ không rò rỉ nữa nếu chúng ta biết cách. Hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và làm theo hướng dẫn này, các bạn sẽ không phải đóng tiền điện mỗi tháng nhiều.